cầm ơi. Đem chai nước cho các bạn. Của em á. Chào quý vị khán giả, chào mọi người. Quý vị khán giả mọi người ơi, chúng ta lại coi nhà bà Kem. Bà Kem không có ở nhà nữa đâu nha. Bà Kem không có ở nhà. Đi lại đây. Bà Kem dọn đi đâu rồi? Dạ. Đây ơi. Đây là ngôi nhà yêu thương của bà Kem. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mặt trời tác đại chứng minh. Đây ngôi nhà của bà Kem đây. Bà Kem ơi, bà Kem ở nơi đâu? Nam mô A Di Đà Phật. Trần nhà trống trơn, trống trơn, trống trơn, không có gì đâu. Không còn gì nữa đâu. Nam mô A Di Đà Phật rồi. Đây. Dạ. Yeah. Cái ngôi nhà còn không dọn đi hết rồi. Nè đứng đây cầm ơi. Rất là buồn quý vị khán giả ơi, bà Kem không có ở đây nữa đâu nha. Đi chào mọi người, bà Kem không còn ở đây nữa. Rồi tắt đi.